Wow, cống to quá anh em ơi. Đây là cống thoát nước thải sinh hoạt của BKMX thôi nha, mà đã lớn như thế này rồi. Còn cống nước mưa nữa quý vị ạ. Đây, cống nước mưa cao tới 1m8 quý vị. Đó. Rồi, ngay ngày hôm nay nha chị vị ơi, trên con đường này đang bỏ tất cả các hệ thống cống ạ. Đây ạ, đang chôn hệ thống cống này như quý vị này. Đây, hệ thống cống của BKMX cực kỳ uy tín. Trâu bò mà xuống đây là không lên được quý vị nha. Trâu bò xuống đây không lên được. Đôi lúc mình nhảy xuống đây mà không có đường cũng không lên nổi luôn. Rồi, hệ thống cống của BKMX đi song hành hai hệ thống cống. Hệ thống cống thoát nước mưa là cống lớn, và hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt là cống nhỏ hơn chút xíu nha quý vị nha. Và đặc biệt hơn nữa, ở đây ngay ngày hôm nay trên con đường 22m quý vị ạ, đường lộ giới 22m, lòng nhựa 12m và vỉa hè mỗi bên 5m, hai lô liền kề, giá chỉ hơn 600 triệu nha quý vị. Chỉ hơn 600 triệu thôi là có một lô ngang 5 sâu cho 30, đất ở đô thị full thổ cư và trục đường N6. Chúng ta nghe trục đường N6, tất cả các dự án của BKMX ở Bình Dương ạ, trục N6 là sẽ là trục lớn và trục sầm uất nhất. Rồi, chạy thẳng ra đường Hồ Chí Minh ạ. Những cái dòng dây điện chạy ngang đây là mặt tiền đường Hồ Chí Minh, rẽ trái chúng ta sẽ về Đồng Xoài và ngược lại chúng ta sẽ về Long An và các tỉnh miền Tây, và giao nhau ở cái khúc đường ngã ba vòng xoay ạ, vòng xoay đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 13 sẽ là cái điểm xuống cao tốc như quý vị nha. Ở đây giáp công nghiệp, giáp đô thị, đường 22m, giá chỉ hơn 600 triệu. Quý khách hàng nào quan tâm tới đất trong khu công nghiệp và đô thị BKMX trên thành Bình Phước, đặc biệt là những trục đường lớn để kinh doanh buôn bán, liên hệ ngay Trọng Thơ để chúng ta tìm hiểu hai lô liền kề này nha. Hẹn gặp lại quý hàng tại BKMX trên thành Bình Phước, gặp Trọng Thơ tư vấn pháp lý, khảo sát khu vực, xem quanh đây và vị trí tiềm năng để chúng ta đầu tư an toàn, hiệu quả và có lợi nhuận nha quý vị nha.